Xin chào các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục series khám phá và sinh tồn. Ở đây thì các bạn thấy là mình sẽ cho các bạn nhìn luôn. Đây là cây quả vả nhé. Và cái mùa này bắt đầu thì cây nó bắt đầu có quả rồi. Các bạn có thể nhìn thấy là nó gần giống như quả sung này. Gần giống như quả sung luôn. Tuy nhiên thì quả này ăn nó sẽ có cái vị chát và nó đắng ấy. Sau khi nó phải chín vàng cơ thì lúc đó thì chúng ta lúc nó có mật ý, thì lúc ăn nó mới bắt đầu cảm thấy ngon. Đây cái lá của nó đây, mình sẽ quay cái lá cho các bạn xem. Đây lá của nó đây. Chắc hẳn ở thành phố thì các bạn cũng đã rất là quen thuộc với cái loại hoa ngũ sắc rồi, một trong những cái loại hoa mà có quả nhé. Thì đây thì mình sẽ cho các bạn xem luôn. Đây này, cái hoa đây là cây cây hoa ngũ sắc nhé. Đây này, cái hoa mà ở thành phố rất là nhiều. Bây giờ cây này thì nó sẽ có những cái trái này, trái màu xanh này, sau khi nó chín rồi thì nó sẽ màu đen và chúng ta cũng có thể là ăn được, rất là ngọt nhé. Và mình sẽ cho các bạn ngắm cái cây hoa ngũ sắc luôn. Đây đây này, cây này ở thành phố không biết là các bạn có trái hay không, nhưng mà ở vùng quê nông thôn ấy thì cây tự nhiên thì nó vẫn có trái bình thường nhé, và có rất là nhiều ong bướm đến để hút lấy mật. Đây các bạn có nhìn thấy không, ở những cái chỗ nước ấy thì nó sẽ có lá mon như này nhé, và những cái củ ấy thì chúng ta cũng có thể ăn được. Đây thì mình có thấy đã có những cái củ như này nó đã thối rồi, nó gọi là khoai sọ ấy. Thì giống như các bạn ăn thì cái này bung với xương thì ăn rất là ngon, tuy nhiên thì đối với những cây nhỏ thì chúng ta chưa ăn được, và nó cái củ nó chưa thực sự lớn. Đây các bạn có nhìn thấy cây đằng sau của mình không? Đây cái cây đằng sau này là cây vả nhé, và cây này nó đã có từ rất lâu rồi, từ khi mình sinh ra thì mình cũng đã nhìn thấy nó rồi, nó cũng đã rất là lâu đời và hiện tại thì nó cũng đã rất là nhiều trái. Hiện tại thì mình đang thả mấy con dê ở đây nhé các bạn nhé. Đây là những cái con dê con ấy, mình sẽ để ở nhà để nó có khả năng nó ăn nó sẽ lớn hơn, và sau khi nó lớn một chút rồi, nó có tuổi, nó có thể đi xa đi lại rồi thì mình sẽ đem lên trên đồi cao nhé. Còn lại thì mình sẽ chăn ở khu vực dưới thấp. Ở đây thì ở trước mặt các bạn đây thì là cái ruộng cỏ nhé, và dê nó rất thích ăn cái cỏ bờ ruộng nhé. Và cái loại cỏ này thì người ta gọi là cỏ ngọt, một trong những cái loại cỏ mà khi mà dê nó ăn vào thì nó có cái hàm lượng đường cao, khi đó thì nó rất là thích ăn và nó cũng là mềm nữa. Đây các bạn, cho các bạn nhìn luôn. Ở phía sau mình đây là bụi chuối nhé. Bụi chuối này thì các bạn thấy ở trên đồi rất là nhiều rồi, và trên núi cũng có. Một số các bạn khi mà sinh tồn bị lạc ấy thì sẽ dùng nước của cây chuối này để mà uống trực tiếp. Nó có vị hơi là chát chát một chút, nhưng mà cũng sẽ giúp các bạn sống sót được lâu hơn, sinh tồn được lâu hơn ở trên đồi. Các bạn cũng có thể là sử dụng cái củ chuối để mà luộc ăn, và sử dụng cái nõn chuối, tức là cái thân sâu bên trong ấy, ăn cũng được, nó có vị hơi chát chát một chút thôi. Lấy cái lõi nhỏ nhỏ bên trong ấy. Đây là một trong những cái phương pháp mà sinh tồn của các bác khi mà ra chiến trường khốc liệt ngày xưa thì thường thường sẽ dựa vào rừng để sống nhé. Các bạn có nhìn thấy không? Trước mắt của các bạn là cây cỏ voi đấy, một trong những cây mà cũng là gần giống như cây mía, và nó cũng có vị ngọt như vậy. Lá nó mềm mà có răng cưa, và dê nó cũng rất là thích ăn cái lá này. Ở đây thì dê của mình bắt đầu là chuyển sang cái khu vực gần bờ suối để mà nó thưởng thức được những cái lá rất là non, và chồi non thì thường thường nó sẽ mềm và nó sẽ rất là dễ ăn. Dê thì nó đang nhai rất là tích cực. Và các bạn chăn nuôi ấy thì vào những cái thời điểm mùa khô thì các bạn cũng có thể là trồng cái cây này để mà dự trữ thức ăn vào cái mùa mưa hoặc mùa khô, để dê nó bổ sung thêm chất dinh dưỡng vào các mùa này. Ngoài ra các bạn cũng có thể là chế biến theo cái cách là đi hái về, sau đó mình ủ, và khi mà lên men ấy thì cho nó ăn cũng sẽ rất là tốt. Ở phía sau mình đây là cái cây cỏ ngọt nha, các bạn nhìn thấy không? Cây cỏ này cũng là một loại cỏ khác so với cỏ voi, mà nó mọc rất là thấp, dường như là mình thấy nó có cái răng cưa và nó ráp, các bạn có thể đi vào là sẽ bị dặm đấy, bị những cái răng cưa nó cắm vào thịt. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem. Ở đây thì mình cũng đã gặp lại cây hôm qua rồi, các bạn nhìn thấy không? Đây mình sẽ cho các bạn xem, cây này mầm rất là béo và nó có vị chua này. Cây này cũng có thể là chữa được các bệnh về, nó có vị chua ấy, cho nên là có thể là chữa được các bệnh về đường ruột nhé, cái nước của nó ấy. Cây này mình sẽ bóc ra cho các bạn ăn thử xem mức độ chua nó sẽ như thế nào. Đây sau khi mình bóc cái thân nó ra này, và sẽ được một cái đọt non như này, và bắt đầu là mình sẽ thưởng thức xem nó như nào. Cảm nhận thì nó cũng có một cái mùi đặc trưng riêng, đó là
vị chua và một cái vị hơi hơi của thuốc nam ấy. Cây này thì nói chung là có rất nhiều nhiều tác dụng và nó mọc ở những cái vị trí có nước ấy. Năm nay có thể là cái mất mùa vải nhé và mùa nhãn nhé. Tuy nhiên thì mình cảm giác như là lại có được cái mùa bưởi rất là nhiều, các bạn nhìn không? Đây, cây bưởi này. Và cái cây bưởi này đậu rất là kinh luôn đây này. Bạn nhìn thấy không? Một chùm thì có đến 4 5 quả bưởi đậu liền, đây là sai chữ luôn này. Đó. Mình đang ở gần cái dòng suối nha các bạn nhé. Do thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật thì những cái loài sinh vật như cá này rồi là lươn trạch thì cũng đã bị biến mất. Với những cái con ở nhỏ như vậy thì ngoài ra còn cái quá trình kích điện hoặc săn bắn nữa. Tuy nhiên thì dạo này mình đã thấy nó giảm rất là nhiều và lượng nước thì nó cũng sẽ trong hơn và nó cũng sẽ có nhiều hơn. Ngày trước ấy, thì nước ở đây chảy rất là mạnh đối với mùa mưa. Tuy nhiên thì mọi người cũng đã hứng để mà phục vụ cho nhu cầu sản xuất, đó là trồng lúa. Các bạn thấy nhìn ở đằng sau đây, đây là nguồn nước suối nhé. Và nước này cũng có thể là bơm lên cho ruộng lúa. Nước này thì sẽ không dùng để ăn uống. Sau mình đây là bụi tre nhé. Thì vào mùa xuân ấy thì sẽ có những cái loài măng nó mọc, ví dụ như là tre này, nứa này hoặc là trúc này, thì các bạn cũng có thể là đi đào về ăn. Và trong clip tiếp theo thì mình sẽ có khả năng mình sẽ lên một cái rừng nguyên sinh để quay cho các bạn xem cái măng nứa, rồi là măng bầu, rồi là cả măng của cây giang nữa. Thì đó là cũng là một trong những cái thực phẩm rất là ngon và chỉ có ở nông thôn thì mới có. Còn thành thị thì chủ yếu là sẽ mua, qua quá trình mua bán vận chuyển thì bắt đầu mới có. Còn đây mình sẽ trực tiếp mình quay tại gốc, tại cây luôn. Thì các bạn nhớ đăng ký và để lại bình luận. Sau đó thì xem những cái clip tiếp theo của mình để mà theo dõi mình hành trình đi tìm măng nứa trong rừng. Dù cho trời đã về chiều rồi, tuy nhiên thì ở phía này dê mình vẫn đang rất là chăm chỉ cặm cụi để mà ăn tiếp những cái nguồn cỏ giàu chất dinh dưỡng và vitamin. Ở đây là cỏ có thể là mình trồng sau đó thì nó sẽ do quá trình nó bị trôi dạt ấy, trôi dạt từ suối, thân nó trôi dạt bắt đầu nó lại mọc lên ở những cái vị trí mà ở sông suối, thì bắt đầu mình sẽ lấy dê ra đấy mình chăn, mình thả. Cũng thật là tình cờ khi mà mình gặp được cây rau muống dại nhá, tức là nó sẽ tự mọc ấy, cho qua cái quá trình mà khi mà các dân trồng ấy, dân trồng xong bắt đầu nó trôi theo dòng nước và nó sẽ mọc lên đây này. Đây, cây rau muống này. Cây này thì nó ở tự nhiên thì nó rất là nhỏ thôi. Tuy nhiên ở thành phố thì khi mà các bạn trồng ấy thì họ bón lân, bón đạm và bón phân thì khi đó cây nó sẽ rất là lớn. Bây mình sẽ nhổ thêm cho các bạn một cây lớn lớn để cho các bạn xem. Đây cây rau muống nó rất là dài luôn nhé. Và ở phía sau mình đều là rừng cái ruộng tạp nhé các bạn nhé. Đây này, ruộng nó không không tức là không có người trồng và không có người tác động gì đến cái khu 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 này. Ở đây thì mình vô tình mình nhìn được cái cây rau muống ở ruộng thôi, và chắc hẳn là trước ngày có thể là nhà mình đã trồng và nó bị nhổ những cái gốc ấy, sau đó nó chơi xuống suối thì bắt đầu nó sẽ sinh trưởng và phát triển ở một cái khu vực ven bờ suối. Loài hoa này chắc hẳn các bạn cũng đã xem rất là nhiều rồi. Hoa này là một trong những cái loài hoa chữa viêm xoang nhé. Và họ cũng đã thường thường họ đã cũng đã lấy những cái tinh dầu của cái cây này về để mà làm tinh dầu sau đó chữa viêm xoang. Các bạn cũng có thể là tham khảo trên mạng. Đây, loài hoa nó màu hơi tím tím và ở chỗ mình thì gọi là hoa lợn nhé. Mình cũng đang ở một cây gần một cây một dược liệu nữa. Đây là cây đua chuột nhé các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy là nó có cái hoa, nó có cái hoa lên và nó gần giống như là đuôi chuột. Đây cho các bạn xem này. Đó, cây này thì có tác dụng chữa các bệnh về gan thì phải. Và các bạn nên tìm hiểu trên mạng hoặc là tìm hiểu thầy thuốc trước khi mà các bạn sử dụng. Mình chỉ tư vấn và mình sẽ nói cho các bạn rằng là cây đó nó sẽ có tác dụng gì. Chủ yếu mình làm những cái clip là để sinh tồn thôi. Còn về thuốc thì nó phải kết hợp rất là nhiều vị để mà có thể là chữa được bệnh nhé. Để cây hoa đuôi chuột thì các bạn thấy là nó cũng càng ngày những cái cây dược liệu này ở tự nhiên nó càng bị mất đi khi mà người ta khai thác quá mức và không để lại những cái cây con, rễ con, họ lấy cả rễ, cả thân luôn.
Ở đây thì mình cũng gặp một cây cây cà dại, cây ven đường. Và ngày xưa ấy, thì khi mà dân công ấy, hoặc là những cái khi mà thời kỳ chiến tranh, khi mà thời kỳ chiến tranh thì bắt đầu họ sử dụng cái cây cà này ăn rất là nhiều nhá. Khi mà trong rừng các bạn nhìn thấy không? Đây là cây cà này. Và cây này thì với cái khả năng sinh trưởng và phát triển của nó thì lúc này nó chưa có quả. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể là nhìn thấy lá của nó. Đây là lá cây cà nhé. Và lá của nó thì thường thường sẽ bị các loài sâu ăn rất là nhiều. Chính vì vậy thì cây nó là cây thân gỗ, cây thân cứng ấy. Khi đó thì nó bắt đầu nó phát triển đến một thời điểm nào đó, nó sẽ ra hoa kết quả. Và quả nó thì nhỏ nhỏ bằng đầu ngón tay út thôi. Nó tròn và nó xanh nhé. Khi chín thì nó sẽ có màu vàng vàng. Ở đây thì mình tiếp tục mình sẽ gặp một cái cây cỏ ba lá này. Chắc hẳn là các bạn cũng sẽ nhìn thấy cây này rất là nhiều rồi. Nó thường thường nó sẽ mọc ở ngoài bờ ruộng và nó sẽ sinh trưởng phát triển rất là tốt. Sau đó nó sẽ có củ, củ trắng trắng khi mà các bạn cũng có thể là ăn được. Và cái lá này khi các bạn sinh tồn ở trên rừng cũng có thể là nấu canh nhé. Nó thường thường nó sẽ mọc ở những cái vùng ẩm và có nước mà có cát rất là nhiều, cái lượng cát ấy. Trời cũng tối rồi và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn nốt một loại cây nữa, đó là cây thầu dầu. Ở đây thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Đây cây thầu dầu tía nhé. Đây này. Cây thầu dầu tía này thì nó sẽ có tác dụng là chữa bệnh trĩ rất là tốt. Một lần nữa thì cũng sẽ cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ để cho mình ra những cái video mới hay hơn, đặc sắc hơn nữa. Đây là cây xạ đen nhé các bạn nhé. Vào cái mùa này thì nó phát triển rất là mạnh. Đây, mình sẽ cho các bạn xem ngọn nó màu đỏ này. Và đây là lá cây của nó này.